mà tiếp thêm tuần tiếp theo cưa cái dừa này cả nhà. Ở đây nó thấy chung cho bè Tiền Giang cả nhà theo dõi cả nhà. Cái dừa trái đánh nha các nhà. Sai trái nhé. Bây giờ anh Dũng né cây dừa xuống. Anh Dũng là thiên môn bên né cây dừa nha cả nhà. Né cây dừa. Một cây dừa. Anh Giang đã đốn dừa xuống rồi cả nhà. Cắt xong rồi đó nha cả nhà. Anh Giang làm xong cái đọt rồi đó. Giờ để anh Tùng lại nha. Anh cưa cả nhà. Cái dừa nó cao lắm cả nhà. Cái dừa cao lắm rồi. Cô sẽ bán nước dừa. Bán nước dừa hả cô? Cô làm nước dừa bán nha. Dạ. Quá chừng nhiều mút luôn đó cô ơi. Dừa nhiều lắm luôn. Dừa này làm mút ngon lắm luôn cả nhà. Dừa này làm mút ngon lắm luôn. Cô chủ dừa nhà nói là làm mút dừa bán lên đấy. Dừa ngon lắm luôn. Cái này đó, cọng dây này á, để đẹp kéo cái máy lên. Còn cái dây này á, là mình để bảo hiểm cơ thể mình. Tại vì là cái lúc trước á, mình không có cái dây này thì mình gắn dùng lực để mình kẹp chân, làm cưa khúc xuống. Bây giờ người ta tặng mình thì bắt đầu mình áp dụng để cho người ta vui, cho mừng. Là cũng như là mình trân trọng cái quà người ta tặng mình. Cái sợi dây này có ai tặng anh Tùng? Cái dây này á, là của cái anh hai gì ở ngoài thành phố Long Khánh, ở cái chỗ cái thung lũng đó. Là kế cái vườn yêu đó. Là lúc mà cưa mà 70 cây dừa đó. Với có mấy bụi tre mà đốt của ông mà ăn cháo đêm đó. Cái anh mà hai lúa Tiền Giang nó đăng lên cái clip mà anh cưa cái gốc dừa thành cái bàn với mấy cái cây dừa, khúc dừa anh cắt 4 tấc rưỡi sắp thành 6 cái ghế rồi ngồi chung rồi chụp hình đó. Làm cái ảnh thumbnail đó là cái anh đó anh tặng mình này. Tặng hai dây lực hình như là sang Hàng Cường chỉ có cộng nữa. Cái này của công ty gì đây, tiếng Anh không à? Anh thì anh học tiếng em không chứ tiếng Anh. Anh xưng em rồi anh xưng người khác lại cũng em để trên này tiếng Anh nó nhìn nó thấy anh chứ nó không biết nó. Mình lên mình khớp vừa đó ra để chu lại đàng hoàng mặc áo vô. Mình có cái tật, có người ta thắc mắc hôm qua anh Tùng ơi, tôi thấy ông chuyên môn là ông cột cái áo vô cái đây ông không mặc mà ông cột chi, cái là vậy nè. Mình cột vậy là giống như mấy người mà ta họ đó học võ đó, ta có cái đai. Ta thắt vô vậy là nó giữ được thành bụng mình. Với mấy người cưỡng tạ đó đó. Khi mà ta gồng lên vậy á là cái bụng mình á, ngay chỗ này nó có một cái đường đây nè. Đường đây là nó rất mỏng, thay vì ngay đây là mấy cái cơ mình á, ta nói 6 múi mới là cơ nằm ở đây thôi. Chứ không ở giữa này, là nó có một cái lằn giữa nhỏ này. Giống như cái lằn con lương nó cũng có lằn vậy đó, ngay đó yếu lắm. Mà mình gù gùng hết sức lực là nó sẽ té. Có người mấy người mà cử tạ đó, có kỷ lục thế giới hồi xưa đó là mà còn trẻ mà bị tét cái này cái rồi là cũng như là sẽ không có sử dụng được nữa cái bụng được nữa. Cho nên mình phải ngừa.
Cái hai nữa là cột như nè, là mồ hôi nó xuống nó sẽ rút vô đây. Nó không xuống với mấy cái quần đùi mình, với mấy cái chỗ mà da mỏng da non, nó sẽ bị nó ma sát, nó sẽ bị dợp da, phồng da. Cho nên vậy đó, rồi cột huyết, cho nên nó bụng nhỏ xíu, uống bia không lại ai chứ á, uống con thùng ha. Có eo luôn á. Nghe nói thùng cái lâu làm phạm với mà chú Trần giật mình luôn á. Rồi đó, vậy đó, cái mình mang cái lai vô đằng bảo hiểm an toàn là gì, là tại khi mình lớn tuổi rồi, lớn tuổi là có những lúc á mình lên trên cao, một là nó chế giới, hai là tụt huyết áp, ba lên trên đó không khí nó loãng, nó oxy nó ít hơn ở dưới tầm thấp. Rồi mình lên đó là dưới cái cơ mình kết hợp với cái tuổi cao đó, rồi nó nguy hiểm lắm, nó sợ nó có những cái nó chóng gión, rồi nó oxy thiếu, nó sẽ là bị chuột rút là kêu là nó cứng cơ, nó căng cơ đó, mình xử lý không được rồi cũng nguy hiểm thôi. Với mình là giờ mình làm vậy đi cho mấy bố ta thấy được, ta mình tặng mình nữa, chứ mình cho mình không xài thì ta buồn nhiều lắm. Giờ ta cho nhiều lắm, có thánh khờ cũng cho, cọng dây kia cũng ngon lắm, mà kẹp vô lấy cọng nó lấy cọng rời vậy nè, mình quấn vô một cái cọng dây đai mà của Vũ Hồng Hà tặng đó, cái dây đai mà hấm leo cái dầu ở Trà Vinh mà dầu 400 hoành đó, nhờ cái dây đó mới leo được cái cây đó đó. Cho nên giờ mình phải áp dụng theo khoa học kỹ thuật. Rồi giờ phe với bà con cái nữa là có cái chị Phượng Võ là cái họ Võ đó, ở bên Đức á, mới gửi về cho cái máy cưa, mà nay 3 tháng mới tới, tại vì trục trặc bên hải quan á, giờ tới rồi mà giờ chưa có khui thùng. 3 tháng đằng đẵng ha. Rồi tại dịch bệnh đó, rồi với cái này á là ví dụ đồ mà nó gửi về nó không quan trọng, cho nên ta cứ từ từ. Là rồi giờ tới rồi mà chưa khui thùng. Tới chưa... ngay trang ngay dịch Tết luôn. Tới rồi đấy, mà tới chiều về cái mình khui thùng, cái mình đăng lên cho bà con xem cái máy thùng của bên bên nước Đức á. Máy này không phải là tin, cái máy gì hiệu lạ để mình đăng lên thử coi bà con mà người ta bình luận vô, người ta góp ý, người ta nói với mình là cây đó cây cưa gì. Dạ. Vậy đó ha. Rồi rồi. Giờ mình nãy giờ nói chuyện hơi nhiều rồi. Rồi. Xin mời cả nhà cùng theo dõi bên tùng bên thức bây giờ nha. Đó, máy đi để nhổ máy kìa. Nhổ máy cho nó. Mình bán người ta kêu kém mãn cầu dở. Để mình bán cũng dọn bớt như cái gốc. Cây này nó dài quá mà ở đó có cái bưởi đó là mình cắt dụng bỏ, với cây nó cong không có người ta không xài, mình lấy cắt dụng bỏ luôn. Giờ làm tầm tạo điều kiện sao đưa cái tô hũ vô bờ, nước vô bờ để lấy cái tô hũ vừa đi nấu canh hay xào gì cũng người ăn tương rồi đó. Cái quần lưỡi của mình nó rộng quá, đưa cái ấm rồi nó còn rộng, bên đó có một giường mãn luôn. Cho nên cắt từ khúc bên kia thì bự, bên này một chùm mã, cho nên cây dừa cắt nguyên xuống không được, phải đoạn từ khúc xuống. Lên nữa cột máy gì sao Dũng thôi. Rồi lên trước. Lên một cột. Xả thêm cái gì. Chúng ta lấy cây dừa một cái này. Cái anh ở Hà Nội anh mới khuyên
anh điện vô cái tay cái thấy số trên màn hình đó, cái nó phải anh Chính Tùng vua khỉ không? Dạ phải. Anh nói là vợ con tôi xem mà hồi hộp quá, bây giờ ông có tuổi rồi, gắn bảo vệ an toàn. Cái mình nói dạ em bây giờ em đang mang dây đai, tao mới tặng em nè. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi hôm đó người ta thương mình, ta mới dặn dò mình. Cái đó cảm ơn lắm. Cho nên bây giờ mình phải hồi đó không có thì mình không sử dụng, giờ có mình phải sử dụng. Để nó lâu chút mà để nó an toàn, để lúc lớn tuổi nó hay chóng váng. Để còn sau này còn gặp mấy con vợ nhỏ nữa. Ô quên, gặp mấy con nữa. Anh Tùng nói vậy cho vui á cả nhà ơi. Anh thích đùa vậy đó. Chú mà lột sao? Anh kia có cắt về không chú?
Bên kia nó làm tới xong rồi. Làm xong hả? Có kéo nổi không? Cái dù phụ kéo lên mà cái tô hú cái dừa già nó chút xíu rồi đó. Cái dừa kia nó hư cái đó. Cái dừa kia nó nhỏ hơn cái này nữa, nó già cái nó hư xíu à. Nè, này nó bằng một măng hả? Dạ. Nè, mì nữa, mày chặt. Còn dưới cái đó thì kéo nhanh lên cái kia nằm dưới nước rồi. Rồi, anh Tùng ba thành cái dừa luôn cái này. Em xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt cả nhà. Hãy đón xem video sau nhé. Tạm biệt. Chưa có thấy lần nào hết trơn, mới thấy. Dạ. Chú thấy anh cưa như thế nào chứ? Thế thì tôi thấy là từ đó giờ tôi chưa biết thấy ai cưa vậy, thành ra nói mà đánh giá thì ổng là số 1 rồi đó. Dạ. Dạ. Vì có hai thằng cháu tôi lại đây mà nó còn không dám cưa đó. Dạ. Ở đây là địa chỉ ở đó, ở xã nào chú? À, tổ 123 ấp 3 xã An Trung. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều chú. Dạ dạ. Có cái bên cái mai thì chú quý đẹp quá nè. Mai quá đẹp. Mấy màu anh Tùng? 4 màu hả? Ừ, nó nhiều màu lắm. Màu đỏ, màu vàng rồi nhiều cái, nhưng mà nó được cái là quanh năm. Nó kêu là cái tứ quý rồi vậy đó. Nó có quanh năm luôn hả? Ừ, có quanh năm. Đẹp. Anh Tùng nói là cái mai này có quanh năm cả nhà. Nó có nhiều màu. Đây thì mình thấy có màu vàng, màu đỏ nè, màu cam. Đây, nó rất là đẹp. Dùm cụ anh Tùng ra đi cưa đi nha. Máy cưa. Ba tự dây. Dạ nhớ. Dây đai. Sẵn nhớ. Trời ơi, ổng lại ổng cưa. Ổng lại coi coi rồi thôi cậu ơi, cậu đi kêu cái ông. Con không cưa được. Máy cưa. Máy cưa. Máy cưa. Nó trồng cây đại đại á. Còn là chuyên môn là hái vụ mướn. Còn là ổng là chuyên môn là mé bằng dao. Đúng rồi. Rồi sau này cái hai thằng sắm cưa đi cưa. Dạ. Tụi mới che tụi nó hai thằng bay mà làm gì đó. Người ta cưa có danh, tụi bay cưa biết rồi. Người ta kêu tụi bay trốn. Cái dễ cưa, cái khó cưa. Đó xong cụ bạn rồi ạ.